máy 2 máy 100 lẻ cũng đang cũng vừa lên chạc luôn em. Hai xe cắt, hai máy kéo luôn. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến Kinh Dũng miền Tây mình ha. Thì anh em cũng đang chuẩn bị để xuống đồng anh em. Ở đây thì 2 máy 100 lẻ luôn anh em ạ. Chuẩn bị cũng đang châm dầu luôn anh em ạ. Rồi, máy cũng đang tới đồng anh em ạ. Rồi, máy này xuống trước luôn anh em ạ. Còn trong lẻ kia còn sao ạ. Hai máy 100 lẻ này còn đẹp quá đẹp luôn anh em ơi, mà chạy cũng quá hấp dẫn luôn. Ôi ơi lúa anh em ơi, lúa này nào nghe trúng quá trúng anh em. Rồi máy này nãy giờ mới thay cái thước lưỡi cắt vừa xong, chuẩn bị ra cắt tiếp tục anh em ơi. 100 lẻ này đi xuống tới đây anh em ơi, cặp máy này chạy quá nhanh luôn. Trời dữ luôn, độ cắt quá đẹp. Ở đây thì đồng này cũng mới mở đồng bữa nay luôn, bắt đầu xe kéo tiếp tục đi ra gom lúa anh em. Đồng này là ngay mới mở đồng mà đồng lúa còn nhiều lắm. Cặp máy 100 lẻ này nào ngay chạy cũng không thua gì máy đổ quà luôn anh em ơi. Đó, hiểu không? Yeah. Làm ngày lúa ở đây cũng trúng quá trúng anh em à. 100 lẻ ở trên nó đang đi xuống nè. Còn bên đây cũng gom lúa, bên này hai máy cắt, hai máy kéo. Trăm lẻ này đang đi xuống nè anh em. Ở đây hai máy này chạy gì không thua gì cô đổ quà anh em ơi. Mình quay hơi xa thì tiếng máy mình không nghe, nhưng mà tốc độ chạy dữ luôn. Mình phóng gần gần cho anh em xem ha, nè dữ dằn luôn. Cái gì chịu nổi 100 lẻ này, quá dữ. Đây 100 lẻ đang đi lên đó nè. Lúa này cũng mới mở đồng bữa nay anh em ơi. Hai máy 100 lẻ đang cắt nè.
Lúa này nhìn cũng thấy trúng quá trúng luôn mà. Bằng rang đẹp quá. Hai máy chạy đu đít luôn em ơi. Rồi qua mặt luôn. Trăm lẻ này đang đi xuống tới đây, còn máy trăm lẻ còn ở đầu trên anh em. Dữ dằn luôn, máy này chạy nhanh quá nhanh anh em ạ. Xe kéo này đi 3 người chắc 3 lớp luôn. Xe này xe bự chà bá luôn anh em ơi. Hết hầu cái xe lúa luôn. Đang lội qua cái mương. Chạy đó là cái chạy ruộng nó gách hết rồi. Xe kéo đang lên dốc luôn. Ôi ôi. Máy này đi xuống trước nè. Cặp máy này còn đẹp quá đẹp luôn. Còn bao nhiêu đây nữa là hết với cái cuồng nhỏ nè anh em. Ôi ơi, lúa quá dữ à, lúa nhiều quá nhiều à. Hai máy đi xuống lượt luôn anh em à. Để cắt đầu mài miếng nhỏ vô đây, vô đầu trong này cắt miếng này lớn rồi nè. Cặp máy 100 này chạy quá dữ anh em à. Máy này còn đẹp quá đẹp.
qua bờ. Đó. Máy kéo toàn là xe bự thôi anh em ơi. Xe bự kéo mới kịp hai máy trăm lẻ nè. Hai máy trăm lẻ hết dây, trời lấy dây anh em ơi, lấy dây cột bao quá. Hai xe kéo cũng đang dùng lúa luôn. Hết hồn xe kéo chạy không? Chạy gì gom lúa mới lại trăm lẻ anh em ơi. Chạy chậm chậm là gom không lại. Hai máy trăm lẻ còn ở ngoài chờ lấy dây à. Ôi ôi sẽ kéo đi vô kìa. Ôi chà ba lửa luôn. Rồi cắt lúa cũng vừa xong luôn anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.